tài xế xe biển xanh tông bác xe ôm bị thương rồi bỏ chạy trình diện công an. Sáng ngày 5 tháng 5, trao đổi với phóng viên Dân Trí, ông Nguyễn Đình Chiến, trưởng công an quận Hoàng Mai cho biết, tài xế điều khiển ô tô biển xanh gây tai nạn bỏ chạy, đã đến trình diện cơ quan công an. Sau khi xảy ra vụ tai nạn, ngay trong đêm hôm qua, tài xế ô tô biển xanh đã đến trình diện tại cơ quan công an. Hiện chúng tôi đang tiến hành xác minh, xử lý nghiêm trường hợp này, ông Chiến thông tin. Có mặt tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn tối qua, anh Ngô Văn Tiến, sinh năm 1990, con trai nạn nhân Ngô Văn Phương, cho biết, khoảng 20 giờ 40 phút ngày 4 tháng 5, khi anh vừa ngồi ăn cơm ở nhà bạn, thì nhận được tin báo bố bị tai nạn nên tức tốc chạy ra khu vực đường Nguyễn Xiển. Khi ra đến nơi, nghe tin bố đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, nên anh Tiến tiếp tục di chuyển đến bệnh viện. Sau đó có thêm 3-4 người nhà nạn nhân cùng chạy tới bệnh viện. Thời điểm anh Tiến ở viện, bố anh bị đau chân, tay và đầu bị rách và ở trong tình trạng hôn mê. Tuy nhiên các bác sĩ vẫn chưa kết luận về tổn thương, phải chờ thăm khám, kiểm tra kỹ lưỡng mới thông báo cho gia đình. Theo chia sẻ của anh Tiến, ông Ngô Văn Phương chạy xe ôm tại Hà Nội hơn 10 năm nay. Ông chủ yếu bắt khách tại khu vực bến xe Giáp Bát. Vào tối ngày 4 tháng 5, ông Phương đang trên đường từ bến xe Giáp Bát về khu vực nhà trọ ở Hà Đông để ăn cơm tối và nghỉ ngơi, thì xảy ra vụ tai nạn đau lòng trên. Trước đó, như Dân Trí đã đưa tin, khoảng 20 giờ 55 phút ngày 4 tháng 5, một chiếc xe ô tô 7 chỗ chạy trên đường Nguyễn Xiển theo hướng về Khuất Duy Tiến. Khi đến đoạn đối diện khu đô thị The Manor Center Park, phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội, thì đâm vào xe máy nhãn hiệu Honda Way mang biển kiểm soát Nam Định do ông Ngô Văn Phương, sinh năm 1966, trú tại xã Hồng Thuận, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển, đang chạy cùng chiều. Cú đâm của xe ô tô rất mạnh đã hất văng ông Phương xuống đường khiến ông bị thương nặng và bất tỉnh. Chiếc xe ô tô gắn biển xanh sau tai nạn đã bị vỡ phần đầu. Tại hiện trường, xe máy nằm cách nạn nhân hơn 30 mét và hư hỏng nặng phần đuôi, biển số bị đâm gập vào gầm yên xe. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người lái chiếc xe 7 chỗ đã nhanh chóng điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường. Trần Thanh, nhớ bấm đăng ký theo dõi để nhận được nhiều thông tin mới nhất.